Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có về một số món đồ bình ắc quy, bình giữ nhiệt, đồ nghề Nhật bãi. Tranh thủ ngày lễ thì cũng kiếm được ít đồ. Các nào nhậu xong rồi thì coi kênh của em, xem món nào phù hợp thì ủng hộ em nha. Em đi nhanh vào từng món nhé. Đây mã số 1 là cái bình giữ nhiệt. Còn khá là đẹp nha. Open này. Bên trong rất là bóng này. Bóng như ruột phích luôn. Này có cái đai này. Đeo nha. Đai đeo. Bình này khoảng hơn lít chỉ đây đây cũng khá lớn đấy. Cái này mã số 1, 190k. Mã số 2 là một cái bình giữ nhiệt. Cái này quả Malaysia nha, Malaysia xuất Nhật. Màu chủ đạo của Malai thì màu xám, màu xanh rồi. Đó. Nên còn rất là đẹp nha. Bình này chắc phải tầm lít lít rưỡi đó. Có đo đầu vòi uống nước này. Khá là lớn. Kiểu dáng thể thao. Camera nó mở vậy. Rồi. Mana xuất Nhật nha. Mã số 2, 190k luôn. Mã số 3. Cũng một cái bình giữ nhiệt, bình này còn cũng khá là mới luôn. Ngọn nhỏ hơn 1 lít. Khá là ok nha. Made in Japan này. Cái này thì phải Japan luôn. Bình này mã số 3, 140k. Bình dài nha. Khá là đẹp luôn. Mã số 4. Này là một cái Eto. Eto này thì cái này là dài 7,5mm này. 7,5mm này. Khá là mới nha. Mở hết cỡ này. Mở hết cỡ này là 4,5 phân, 5 phân này. Đây tô kẹp bàn nha. Miệng còn rất là khít nha. Đó. Rồi, cái này mã số 3. Mã số 4. 320k nha.
này để kẹp vào bao. Mã số 5. Một bộ đục. Bộ đục này gồm 5 cây nha. Cây 3 phân này. À, cây 4 phân này. 3 phân này. 2 phân 2 này. À, 1 phân 1 này. À, 9 ly. À. Cây 3 phân này thì rất là dày nha. À. Này thì em vệ sinh sơ sơ thôi, về các bác tự sơ chế lại nha. À, lưỡi còn ok. Và một bộ như thế này, mã số 5, 260k. Mã số 6 cũng một bộ luôn. Này cũng còn khá đẹp, cán kia còn nguyên nha. Điều là nhỏ hơn một chút thôi. À. Một cây 3 phân này. Cây phân rưỡi này. Cây phân 2 này. Cây 1 phân, cây 9 ly. Cây 9 ly này nó kiểu nó ngắn vậy nha. Cái này chưa qua sử dụng này. Tem mác còn nguyên này. Bộ này thì về các bác chỉ mài sơ đi và sử dụng thôi. Không phải làm lại cán nha. Mã số 6, 260k luôn. Mã số 7. Đây một cặp kìm. Một cái là kìm xéo. Năng lượng còn ok nha. KKK. Cái hãng này vừa cũng có một cái món đồ của cái hãng này rồi. Rất là đặc biệt. Và một cái kìm mỏ chuột của Ripex và dấu kiểm định của Nhật này. Cái này thì nó chỉ ra khoảng 10 năm thôi. 16 và 16. Răng lợi còn nguyên nha. Vỏ bọc còn khá là đẹp luôn. Mã 7, 100k. Mã số 8. Là một cây rìu nhỏ. Này chắc tầm 300-400g. Này là 10 phân này. Kiểu này là 11 này. Đó. Còn khá đẹp luôn. Một bên 3 vạch, một bên 4 vạch. Đây các bác tự chế cán nha. Rồi mã số 8, 220k. Đây, một bác nào muốn đẹp hơn thì mài lại. Đó, sáng bóng lên thôi. Mã số 9. Một con dao mài hai mặt. Này dày khoảng 7 ly nha. Dày 7 ly. Chiều dài 18 cm. Bản 3.5. À. Nhỏ nhỏ vậy thôi, nhưng mà chặt gà chặt vịt rất là ok nha. Mài lại là rất là sắc rồi. Khâm khá đầm tay. À. Về cán có thể là sửa lại một chút. Và mã số 9, 200k. Mã số 10. Một cây kéo cắt cành. Đây, có chữ này. Made in Japan này. Điều lưỡi của nó thì nó hơi bị gam rồi. Về các bác phải mài lại nha. Đó. Cán đỏ trắng. Đó. Nó so thì cái này nó so chữ V. Về mình tự chế thôi. Mã số 10, 140k. Mã số 11, một cặp kéo bướm và kéo tỉa răm. À. Mở hết cỡ. Răng lợi còn nguyên nha. Này còn khá mới không đó.
này, cán nhựa, có thể giam cán nhựa, này, một chiếc kéo bướm có chữ này, răng lợi cũng còn khá ok nhá, về mài sơ lại và xài thôi, rất là khít nha. Đó. Cái này dài 18 cm nhá, và một cặp như thế này, mã số 11, 150k. Mã số 12, đó này, một kéo cắt cành, cái này không có chữ mà nó còn rất là đẹp nha, lưỡi này còn nguyên nhá, chưa có mài rũa gì. Đó, kéo đúc, cán đúc, điều nó mất cái ốc vít đây rồi, em cũng lười sửa quá. Bác nào mà có cái ốc của nó thì bác về sửa và sử dụng thôi, còn rất là ngon nha. Nó so cũng thế, nó so các bác về tự chế nha. Rồi, mã số 12, 150k, cho các bác về tự sửa nha. Sửa được là sẽ có một cái kéo rất là đẹp, còn rất là mới nha. Mã số 13, đây là một cái bình dụng cụ phun sơn, phun sơn, cái này hàng nhập khẩu nha, không phải hàng Nhật bãi nha. Junso G-Star. Đấy, bộ này có cái bình này, ngoài xịt này. Này gắn ở đâu ta? À đây, gắn vào đây. Đó. Đây, vòi xịt của nó đây. Dùng xịt hơi nhá. Trong này thì nó có thêm một cái bộ mở khóa này và một cái bàn chải để đánh cái gì đây. Đó. Đây có hướng dẫn sử dụng nhá. Tiếng Anh, tiếng Việt có cả. Ở trong này toàn tiếng Anh thôi, bác nào biết tiếng Anh thì mới sử dụng được thôi, không nó cũng không đọc được đâu. Rồi, một bộ như thế này, mã số 13, 230k. Này có một cái duy nhất thôi nhé. Mã số 14, này nặng gần 5 kg, một cái bình, bình này bình nước nha, bình ác quy made in Japan, hàng này hàng tồn kho nha, chưa qua sử dụng. Đó. Để em khui ra cho bác coi nè. Kiếm không ra cái đồ để khui, để cái kéo khui thì đó. Cái này là nó còn nguyên nha, đầu nó còn đang gắn gắn keo nha. À, chưa có xài đâu nên là nó còn nguyên cái nắp bảo vệ. Rồi. Đó. Đấy, nút mở ra, vỏ axit.
này là chưa có gì nhá, chưa có axit bên trong nhá, để các bác phải tự chế nhá, em không có bao đổ axit nhá. Đó. Rồi, xem thông số của nó này. 12V, 17A. Đó. Bình lớn nhá, cũng cỡ trung đấy. Rồi một bình như thế này, mã số 14, 390K. Vẫn là đẹp. Mã số 15. Đây một kéo cái dao đề 3. Dài 16,5 cm. Đó. Bản là 4.5. Độ dày khoảng 5 6 ly, hơn 5 ly. Đó. Cái này thì em mới vệ sinh sơ thôi. Về các bác muốn đẹp thì mài lại cái này là rất là bóng nha. Đây có chữ này. Này thì về tự chế cán lại là thành một con dao đẹp. Size này nó cũng thuộc dạng cũng lớn rồi đó. Mã số 15, 190K. Đó. Mã số 16 rìu. À, rìu này thì nặng khoảng 700-800 gram nha. Này dài 13 này, kiểu này dài 12,5 này, một bên 3 vạch một bên 4 vạch. À. Để các bác muốn bóng đẹp thì mài lại nha. Đấy, vẫn còn ok nha, vuông thành sát cạnh này. À. Mã 16 270K. Mã 17 dao đề 3 nhập khẩu này dài 13 cm, bản 4 cm. Khâu này khâu như nhôm khâu kẽm gì đây. À. Này dày 4 ly nha, dày 4 ly. Đây có chữ này, nó hơi mờ nhìn không rõ. Đó. Rồi, này mã 17 150K. Đây các mài đi và sử dụng thôi. Mã 18 con dao lọc, loại dao lọc này thường thép rất là cứng nha, rất là bén, mài đi sắc lắm. Đó, một con dao có thể lọc cả một con heo cũng được. Mã 18 150K, con này thì dài 13 cm. Đó, bản nó thì 2.6, đuôi này 2.6. Đây có chữ này. Cứng nha, dày có khoảng 2 ly rưỡi. Rồi mã 18. Mã 19. Một cái bơm mỡ. Còn khá là đẹp nha. Đây, bơm này. Này thì không có mỡ bên trong. Đấy. Nó kêu phục phục đấy, nhưng mà nó không có mỡ nên nó không ra. Hơi còn rất là ok nha. Rồi mã 19 170K. Loại này thép không gỉ này. Xài muôn đời luôn. Mã 20. 20 là một cặp kéo cắt vải. Này dài một con lớn là dài 24 cm. Con nhỏ là dài 20. Lưỡi còn ok nhá. Chốt đồng. Có chữ này. Đấy, về các bác mài lại và sử dụng thôi. Cắt chưa được chuẩn lắm. À, về các bác mài lại thôi. Đấy, sắc được. Con lớn này cũng chốt đồng luôn. Có hình con. Có chữ hình như hình con ma ở đây này. Đó. Ma con mèo gì đấy, cái hãng gì. À, lưỡi thì cũng còn ok nha, về các bác mài lại và sử dụng thôi. Rồi con này mã số 20, 150K. Mã 21, một cặp dao, một cặp của một con dao, loại này là phôi nhá, về các bác mài lại.
Thôi làm sẵn thôi, còn về các bác mài lại về cho nó sắc lên xài thôi. Con này thì cho nó cái bao da rất là đẹp rồi, cán đúc liền nhá. Đó. Cán này cũng cán thép luôn nha. Anh Hải xem nó dài bao nhiêu nào. Lưỡi dài 12 cm, à 11 cm, cả cán cả lưỡi là 23 cm. Còn cái này là sũa kim cương nha, nhưng mà nó mỏng. Đó, cái này chưa qua sử dụng nha. Quả Suncrat made in Japan này. Đó, nó hơi nhỏ, in hơi nhỏ, nhìn nó không rõ. Rồi, một cặp như thế này, mã số 21, 150k. Này điện thoại nó quay nó hơi bị mờ. Đó. Mã số 22. Đó, con dao rừng. Này dài 18,5 cm. Bản dài nhất là 5 phân. Đây, có chữ này. Độ dày của nó khoảng 7 ly nhá. 7 ly. 7 ly. Đó. Này mài một mặt nhá. Bên này là loại thép thép cứng. Đó. Bên này thép mềm để mài. Rồi, mã 22 250k. Cán thì các về sửa lại một chút nha. Mã 23, một cái dao khoắm nó chặt. Này lưỡi của nó thì dài 13 cm. Bản 4 phân. Này dày khoảng 7 ly. Đó. Phát canh, phát cây cối gì đó. Tùy. Mã 23, 180k. Mã 24. Này cái bộ tip, bộ đầu khẩu made in Japan này. Hôm qua thì em cũng có bán bộ này rồi, nhưng mà nó có cái cần lắc. Thì hôm nay thì lấy về, nhưng mà nó không có cần lắc nha. Cần lắc 3/8, đầu 3/8 nha. Bạn nào có máy là mình có cần lắc rồi thì có thể là lấy thêm bộ này về và sử dụng thôi. Đó. Bộ này thì từ 17 cho đến 19, thiếu đầu 13 nha. Thiếu đầu 13. Là ta này. Đó. Rồi. Này mã số 24. $130 một bộ nha. Mã số 25. Này là cái cuốc. Có hình con voi ở đây này. Dài 20. Bản 11. Khá là ok nha. Dày chỗ này là dày khoảng 4 ly nha. Có sóng giữa này. Cuốc thì nó rất là cứng rồi. Còn bác nào muốn nó bén hơn thì đánh sơ lại lưỡi nha. 25, 190k. Mã 26. Một con bao nhỏ. Bao này bao 3/5 nhé. Bao 4 phân. Bao 4 phân. Chiều này thì dài 18. Đây, cái này là 5.5. Lưỡi còn ok nha. Lưỡi còn rất thật ngon nha. Về các bác mài lại để sử dụng thôi. Đây, có chữ này. Tem mác vẫn còn này nha. Mã số 6, 26, 100k. Đó. Mã 27. 27 là một cái cuốc chim. Đó, rất là to. Đó, có chữ này. Này
bản của nó thì là 8,5 cm, tổng chiều dài của nó là 57 cm, 56 cm. Con này thì nó có thêm một cái cán nha. Đó. Cán này rất là đẹp, cán nó dài khoảng gần 1 mét nha, 1 mét đó. Đấy. Cán còn ngon nguyên nha, đóng mộc đàng hoàng, gắn và sử dụng thôi. Em rút ra cho nó tiện vận chuyển. Mã 27 250k. Mã 28 này, một cái đầu búa 1 ký 3 nhé, 1 ký 35 này. Đó, đây thì không có cán, để các bác tự chế cán thôi. Đây thì nó còn cái chốt của nó này. Đó, cái nêm đây, đầu rất là ok nha. Đó, khá là đẹp. Rồi, búa mày mã 28 130k. Đó. 1 ký 35 nha. Mã 29 cưa sắt. Đó. Cái này thì không phải hàng Nhật bãi nha. Và hãng Sata nha. Đó. Em có giới thiệu rồi. Đó. Cán nhựa ABS. Cứng này. Đó. Không thép, không gì. Lưỡi cưa thì loại lưỡi cưa nhỏ nha. Về các bác xài hư lưỡi cưa rồi thì có thể mua loại lưỡi cưa khác. Đó. Cưa sắt nha. Nhỏ gọn, chắc chắn. Này, mã số 29 120k. Mã số 30. Đó, cũng là một cái cưa đẹp, cưa sắt. Này thì hàng bãi nha. Nó kèm theo một cái lưỡi cưa zin của nó nha. Đó. Đây, cái này thì mở ra kẹp lưỡi cưa vào thôi. Đó. Dài cùn bên này rồi thì lại đảo chiều lại, gắn vô và xài thôi. Đó, lưỡi này thì có thể kéo ra ra được, cưa cho đỡ mỏi tay. Mã số 30 120k. Mã số 31. Đây là một bộ vũ khoan. Từ 6 ly nhé, 6 ly, 7 ly, 8 ly, 9 ly, 10 ly. Đó. 6, 7, 8, 10, 2, 4, 6, 8 mũi khoan nhé, 8 mũi khoan. Khoan sắt nhé, cái này là khoan sắt nha các bác. Mã số 31 260k. Mã số 32 tìm rút IV. Đó. Này quả Pertun nha. Đó. Này cũng không phải hàng bãi nha. Nó có 4 đầu. Đó. TV 4 đầu, to nhỏ lớn bé. Đây, các bác cần đầu nào thì thay vào thôi. Đây nó có cái đầu thay này. Đó. Hàng của Pertun thì nó cũng là hàng tầm trung nha. Nó như Toto các loại. Nó rất là ok nha, dài ok. Mã 32 130k. Mã số 33 là một cái cặp mà cảo xéo. Đó. Này cũng hơi lạ, trước như em cũng có lấy về cặp rồi. Đó. Đấy, bên này thì nó có cái ốc này, không biết xoáy để làm gì. Này cũng còn khá là mới nha. Đó.
này nhẹ nhẹ, biết là bằng nhôm hay bằng gì, nhôm hay gan gì, con khá đẹp. Rồi một cặp như thế này, mã số 33, 290k. Cái miệng của nó thì chiều dài này là đây, nọt nọt lòng là 8 phân nha. Cái này nọt lòng 8 phân này, chiều này cũng 7 phân. Rồi 32, 33, 290k. Mã 34, kì mà kéo cắt cành trên cao, thể tháo kéo dài ra, kéo dài ra cũng được 60 phân đó, 50 phân, không xài nữa thì gấp lại thôi. Đó, ngắn hơn, tay cầm cao su Apolex, cái này thì không phải hàng bãi nha. Rồi cái này mã 34, 190k. Rồi trên đây là một số món đồ ngày hôm nay, thì bác nào thấy món nào phù hợp với mình thì ủng hộ em nha. Cảm ơn bác đã quan tâm theo dõi, chào tạm biệt các bác.